Chào quý cô chú anh chị tối nay Nhật Cần Thơ, hay là chính là em ngày hôm nay sẽ lên sóng để sale những cái sản phẩm dù dành cho quý cô chú anh chị mình thích những cái mã gọi là nhẹ nhàng nhẹ tên đi du lịch thật ngày ha. Tất cả những cái sản phẩm trong video ngày hôm nay sẽ là giá 250.000. Ở đầu video em có khoảng 6 đến 7 chiếc những cái mã du lịch rất là nhiều, đồng giá 250.000. Sau những cái mã du lịch đó thì sẽ là các cái túi dù, túi da với giá gọi là cực rẻ, một cặp 250.000. Tức là ở phía sau video, sau khoảng 10 cái đi, khoảng 10 cái túi du lịch ở đầu tiên sẽ là đồng giá 250.000. Trở về sau thì khi đó em sẽ báo ha. Những cái mã sau thì mình mua một cặp chỉ có 250.000 thôi. Và tất cả những cái mã sản phẩm ngày hôm nay sẽ là reship. Nói chung là giá 250.000 từ trước tới giờ mình sẽ không có với mức giá đó nha. Tại lâu lâu em ba lên em sale dù để cho quý cô chú anh chị có thể mua được những cái mã giá ngợi nè. Hôm nay ngoài túi dù thì em có túi da thật, có túi cườm, có túi cốp, có các cái mã cốp Nhật dành cho quý cô chú anh chị cướp vải, cướp da gì đó khá là nhiều. Em quá trời nhiều túi dù cho nên em sale xả cũng như là em về hàng năm mới. Rất là nhiều mẫu mã đa dạng hàng nam hàng nữ, cho nên em sẽ xây dòng những cái sản phẩm mã dù em cũng về nhiều nhưng mà đã qua một đợt rồi, cho nên mình có thích những cái mã dù thì mình tranh thủ chốt trong video ngày hôm nay. Có thể sẽ lâu lâu em mới về một đợt dù với giá gọi gọi như vậy ha quý cô chú anh chị nha. Mình sẽ thấy ở trên bàn này em không biết gọi em này là gì nữa, có nghĩa rằng là cái thương hiệu của em là dập Đinh Hiu, rồi thương hiệu của Italy, nhưng mà nó rất là to nha. Em không biết là để làm có thể là người ta đựng cái cây đàn guitar hay sao, cái đàn rất là to mà mình đeo ở sau lưng á. Mã của em, cái chiều dài em này tới là 1m115, trời ơi, chiều dài 115, và cái bề ngang của em này là 62, không biết là đựng cái gì luôn quý cô chú anh chị. Em về nó như thế nào thì em bán như thế đấy, nó không có độn phơm, không có gì, cái dập Đinh Hiu ha. Ở bên trong nó có nguyên một cái, có hai chỗ mắc dây, có một chỗ mắc dây đeo chéo ở đây nè ha. Rồi ở đây mình thấy nó sẽ có đi tới ngăn chính là em không biết đựng gì nha. Rồi nguyên một cái hàng dọc như thế này là mở ra dây kéo rất là xịn, bên trong nó có cái mã xốp như thế này luôn nè. Về mình đựng gì đựng, hay làm túi du lịch, làm túi đựng cây đàn, hay làm túi treo đựng đồ to to á. Dập thương hiệu Đinh Hiu của Italy đó. Cái mã ở bên ngoài là nó giống như cái chất của những cái túi chống sóc đó của chú chị nha. Em nghĩ cái này là người ta đựng cây đàn mà. Hàng Nhật về như thế nào thì em bán như thế đó. Giờ không biết đựng gì mình cứ mua về mình sưu tầm ha. Lên giùm em mã 7291 250, 7291 250, rất là to luôn, tới dài tới 115 cm, rất là to. Em có một mã du lịch một mã du lịch dù như thế này, giá hôm nay đồng giá 250 luôn, rất rẻ ha, dù phối da. Nói chung là những mã dù thì mình sẽ xài nhĩ tên thôi. Ngang là 63 khi chưa độn phơm và cao lên là 43. Ở phía trên quai này là da như quý cô chú anh chị. Ở bên trong mình cái này là mình đựng đồ vét á, treo đồ vét hay là đồ của dâu chú rể. Ở đây mình mắng cái bóc vô mình treo rồi nó sẽ kéo lên như thế này để giữ bụi nha quý cô chú anh chị. Còn nếu mình không treo thì mình sẽ có thể làm túi du lịch luôn. Thường á mình sẽ di chuyển đồ vét, đồ dành cho các anh chị mới cưới nhau á, thì mình có thể giữ những cái bộ đồ vét, đồ sare của mình. Ở bên ngoài nó có một ngăn nữa, nói chung là làm túi du lịch cũng được nha, chuyên dụng là để móc treo đồ vét. Lên với em mã là 6691, 6691 hôm nay 250, 6691 250 với em, 6691. Có khoảng vài mã ở đầu video thôi, còn lại thì mua một cặp chỉ có 150.000. Ủa cái chiếc này trần trám đẹp quá, ở dưới nó có nó 5 chấu vàng ươm luôn. Ngang là 56 và cao lên là 45 khi chưa độn phơm. Cái chất vải, gọi là chất vải mà trần ô như thế này luôn các chị. Cũng là túi đựng đồ vét, nó có chỗ để mình móc dây đeo chéo mà hình như em này không có dây đeo chéo nè. Có quá nhiều ngăn ha, chỗ ngăn đựng gì nữa nè ha. Chỗ này mình móc cái móc vô để mình treo đồ vét, còn không mình làm túi du lịch. Bên ngoài nó có thêm một cái ngăn có dây kéo nữa nha các chị các anh ha. Ở phía dưới bốn chấu nãy giờ mình nghe cập cập á, độ mới chất vải ok, độ mới đẹp, nó gọi là trần ô như thế này ha, ô vậy nè. Lên giúp em mã là 6688 250, 6688 250, túi du lịch hay là chuyên dụng là đựng đồ vét 6688. Hình như em có một đợt về những cái mã như thế này, em này cũng y hệt như vậy luôn.
có kích thước giống như em hồi nãy ha, cũng là màu màu đen luôn, cái chất vải rất là mới còn tát luôn các chị ha. Lên với em mã là 6692, khổ đâu kích thước giống như cái chiếc hồi nãy 6692. Vậy là có hai cái mã giống như nhau, 250, 6692, 250. Em có lọt vô em này hình như là, ủa em này sao sale ta, chất da mà. Rồi bỏ đem lên đây rồi em sale nha. Ngang là 46 khi chưa độn phơm, cao lên là 32. Mình làm túi du lịch như thế này, hoặc không là mình làm túi đựng laptop. Túi đựng laptop thì nó có kiểu như vậy. À, túi đựng laptop ha. Da thật toàn bộ hết, kể cả cái quai cũng da luôn. Có một ngăn lớn, bên trong là da nguyên miếng như thế này các chị. Thương hiệu Fion gì nè, bên trong lót vải phối với nguyên miếng da. Anh để qua bên đây ha, cho mình thấy. Đây, chiếc này 500 ngàn của em, tự nhiên đem lên hôm nay sale 250. Lên giúp em mã là 5372. 5372 da thật toàn bộ hết luôn. 5372, 5372. Em có một chiếc tập Italy, chất vải dù Italy, có dây đeo chéo luôn. Ngang khi không độn phơm là 50 và cao lên là 42. Quay sách như thế này, có dây đeo chéo các chị, ở bên ngoài nó có hai những cái ngăn nhỏ nhỏ, ngăn chính có khóa kéo. Bên trong mình lót vải như thế này sạch đẹp ha. Nói chung là cái chất vải mới, độ mới cao. Lên với bài mã 6686, 6686 250, 6686 dập thương hiệu Italy, 6686. Em có một cái cặp laptop. Xong cặp laptop này thì em sẽ bắt đầu lên đồng giá là một cặp 250 nha quý cô chú anh chị nha. Mã laptop vải phối da, ngang là 46 và cao lên là 32. Độ mới tầm khoảng 80%. Ở đây nó mất cái logo rồi, quarter gì đó. Có chỗ mất dây đeo chéo, và có dây đeo chéo. Ủa sao nó tới 2 dây ta. Rồi cái này là mình có thể làm sách dạng dày, hoặc là ba lô cái gì, ba lô là mình sẽ đưa lên về ha, mình đeo ba lô hàng gì nó dây quá trời luôn. Đây, dây đeo ba lô, có một ngăn phụ ở phía sau. Khi mình đeo ba lô mình có thể gấp em này lại ha. Đó, mình có thể gấp lại mình khỏi sử dụng. Bên trong hoặc là đựng cặp laptop thì bên trong có khá là nhiều ngăn. Đây, xịn quá. Có thể mở theo cái bề đứng như thế này luôn. Làm ba lô, cái anh mình đi du lịch mình lấy chiếc này đi. Vừa đựng cặp laptop, vừa đeo ba lô ha. Chất là chất da phối với giống như những cái mã cặp laptop á các chị. Các chị các anh ha, cái này là dành cho nam đi. Tại em thấy cái form của nó to to nè. Lên giúp em mã là 6690, vừa làm cặp đựng cặp laptop, vừa làm ba lô. Rồi bắt đầu từ hai cái du lịch nhựa này thì em sẽ bán một cặp là 250 ha. Một cặp 250 tùy ý. Mã này là túi du lịch bằng nhựa, một cái màu cam, một cái màu xanh. Hai em này thì giống y hệt nhau, với kích thước là ngang là 58 và cao lên là 40. Có cái quai đeo chéo, mình có thể đệm vai này ha, hàng thương hiệu nhưng mà chất ngoài đây là nhựa nha. Nó sẽ chia thành hai ngăn, mỗi ngăn đều có khóa kéo hết giúp em luôn. Màu cam và màu xanh dương. Mỗi sản phẩm là mua một cặp sẽ là 250 free ship. Lên giúp em mã là 5509. 5509 nha. Màu cam là 5509. Màu xanh là cái kích thước y hệt như vậy nhưng mà nó là màu xanh coban phối với chất màu đen ha. Bên trong nó có nguyên một cái miếng đệm như thế này. Lên giúp em mã là 5510. 5510. Em bán là một cặp 250 tùy ý hai sản phẩm nha, một cặp 250 free ship. Để nhanh đó thì em báo luôn, có nghĩa là trong video này là em sale để em xoay dòng sản phẩm cũng như là thu hồi vốn lại, thì lúc này em sẽ không có quay chậm đâu, hay quay nhanh chỉ đo kích thước sơ sơ và cũng như là không lỗi đâu, cho nên quý cô chú anh chị mình yên tâm. Mình cứ lựa hai sản phẩm bất kỳ, không phải nhất thiết là hai sản phẩm em để trên bàn như thế này đâu. Hai sản phẩm bất kỳ sẽ là 250.000 receipt nha. Ngang tầm 30 và cao lên là 32, thương hiệu là Dakota, chất da thật, độ mới chất da rất là cao ha. Bên ngoài nó có một ngăn và bên trong ngăn có nút khích 500. Dập thương hiệu trên nút khích luôn, bên trong lót monogram của hãng luôn, dập thương hiệu ở đây. Độ mới trong ngoài chiếc này đẹp. Màu là màu cà phê sữa nha các chị ha. Lên giúp em mã là 5232. Nội em này không, em bán 320 giờ hai chiếc trong video sẽ là 250 receipt nè. Mã 5232 rất đẹp nha. 5232 giúp em.
Tại vì một khoảng thời gian thì em sẽ xoay vòng để em thu hồi vốn cũng như là tạo sự đa dạng trong cái mã sản phẩm á. Hôm nay em mặc nhiên đó là em sale sale dù cho nên có những cái mã da nó sẽ lộn vô thôi. Em này sẽ ngang tầm khoảng 33 và có cái chất này là cái chất kẻ giống như là vân xước ha, ở trên đây là phối beo. Da này là da thời trang nha quý cô chú anh chị ha. Bên trong lót và lót vải sạch đẹp, có năng chính, có mắt đeo, có chỗ mắc dây đeo chéo, tuy nhiên không có dây đeo chéo ha. Chiếc này mình xài quanh quẩn hàng ngày thì nó nhẹ. Lên giúp em mã là 6551, 6551 giúp em. Hai mã sản phẩm sẽ là 250.000 ship. 6551. Hàng không lỗi cho nên em qua nhanh nha. Một em trắng, một em đen. Một em đen này trước đi. Em đen này là hàng Rosetti gì hàng của Nhật nè các chị ha. Chất vải dù vừa xách tay vừa đeo đeo vai. Ngang em này là 30 và cao lên tầm khoảng 26 27 ha. Xách tay đeo vai như thế này nhẹ tên, bên ngoài có một ngăn. Thương hiệu nó dập trên cái phần logo của hãng ha. Đây, thương hiệu nó dập ở đây. Ngăn chính một nút kích 500, bên trong lót là lót vải mà nó làm cái họa tiết giống như là họa tiết con rắn vậy đó. Bên trong có một khóa kéo nhỏ nữa nè các chị. Mã này nhẹ nha. Mình xài thích nhẹ nhàng thì mình lấy em này, hàng của Nhật. Lên giúp em mã là 6676. 6676, chất vải dù màu đen độ mới thì ok, chống thấm nước. Một em ngang tầm khoảng 35 là da thời trang, màu là màu trắng kem. Ngang chính có một nút kích 500, bên trong lót vải sạch đẹp các chị. Chiếc này mình làm túi du lịch hàng ngày giúp em nha. Mã là 5641. 5641. Tính ra có một chiếc sản phẩm đó, một cái chỉ có 100 mấy thôi. Mua hai cái mà 250.000 lại free ship nữa các chị, quá ngợi cho video ngày hôm nay nha. Một chiếc đeo đeo chéo tay hàng Balevosa. Balevosa này là một thương hiệu cũng khá nổi tiếng, nhưng mà em này là chất vải ha, ngang 30 và cao lên là 23. Mình có dây đeo chéo các chị, hoặc là mình xách tay, dây đeo chéo không thích thì mở ra. Chất này là chất vải họa tiết nè, họa tiết dập nổi ha, logo của hãng luôn. Bên ngoài nó có một cái ngăn phụ và một ngăn có nút kích 500, một ngăn có khóa kéo, bên trong lót vải sạch đẹp các chị ơi. Cái chất này thì tại cái màu thôi chứ mình nhìn cận cảnh là độ mới cao nha. Tất cả những cái bộ nhận dạng thương hiệu nó có trên cái phần khoen khóa hết giúp em luôn. Khoen khóa thì vàng ươm, và cái dây này mình có thể tăng đưa, cũng chính là cái dây phiên bản của túi luôn ha, cái màu giống y hệt luôn, dây ruột của túi luôn đó các chị. Mã này phía dưới nó có bốn chấu ha, nên giúp em 6673. 6673 độ mới cao nha, 6673. Một em cái chất gì rất là mềm luôn ha, ngang tầm khoảng 28-29 đâu. Tokyo giùm em, bên trong lót vải monogram của hãng ha, Yukitori của Tokyo. Yukitori thương hiệu nổi tiếng giống như là hàng của Kitamura Hanamori của Nhật á. Ngăn chính có một ngăn có khóa kéo, hai ngăn còn lại là chỉ ngăn tà te như thế này thôi. Mình xách ra đeo vai, trời ơi, cái chất giống như là bò sữa vậy đó, rất là mịn ha, độ mới cao. Lên giúp em mã 6621. 6621 các chị. Tất cả các túi dù trong video ngày hôm nay thì sẽ là hai sản phẩm 250.000 ship nha. Em có một mã cối phối da, có một cái dây đeo chéo và bên trong lót vải sạch đẹp các chị. Mình có thể làm hai kiểu, hoặc là kiểu đứng như thế này, hoặc là khi mình để đồ ít thì mình có thể gập em này xuống và mình sẽ kéo như thế này ha. Thì các chị mình thắt ngơ đây, miếng tách da giùm em luôn. Mã số sẽ là 6363. 6363 có dây đeo chéo nha các chị. 6363. Rồi em có những cái mã dù như sau. Một cái mã dù chất chống thấm nước như thế này ha. Form đơn giản nhưng mà hàng của Nhật các chị. Ngang tầm khoảng 28. Em này em canh canh nha. Canh canh tầm khoảng 28, đúng rồi, 28 hay 9 nha các chị ha. Mình xách tay túi tò te như thế này, bên trong lót vải sạch đẹp, ngăn chính không có khóa kéo đâu. Mã là 6135. 6135. Trong video thì các cái túi dù cũng như các cái túi mã sản phẩm đều là hai sản phẩm 250.000 ship nha. Một em màu đỏ, cái chất rất là mới luôn, hàng thương hiệu dập ở đây, còn tag của hãng luôn nha cái gì ha. Bên ngoài có một ngăn, ngăn chính có khóa kéo. Bên trong có ngăn nữa nè, lót vải sạch đẹp, trong ngoài rất mới, màu đỏ trong ngoài rất mới luôn. Mình nên lấy em này đi. Nói thật cái em này đẹp mới dữ lắm luôn các chị. Mã giúp em là 7149, 7149 màu đỏ nha. 7149. Em có một em hàng của Pháp, Rilaventry nè ha. Ngang tầm khoảng 32. Phía trên đây phối da phủ bóng, ngăn chính có khóa kéo, thương hiệu của Pháp. Trời ơi, quả tiết này giống như 3D vậy đó. Đây thương hiệu của Paris ha. Bên trong lót vải sạch đẹp. Mã này nó giống như một cái chiếc thuyền ha các chị ha. Độ mới cao. Lên giúp em là 7152. 7152 hàng mới về luôn. Hôm nay em lấy ra em sale. Một chiếc da thời trang
thương hiệu của Nhật nha, ngang tầm khoảng 30. Nó có cái chiếc cái trang này rất là xinh, ngang chính có khóa kéo, bên trong lót vải sạch đẹp, nhỏ nhỏ xinh xinh, ngang tầm khoảng 28-30 đó. Đó, màu xanh coban, ủa màu xanh xanh đen á. Lên giúp em 6612, 6612 đó chị. Em có một vài những cái mã cốt và mã cườm nhỏ nhỏ xinh xinh cho các chị nè. Mã cườm và mã cốt rất là nhiều nè. Hôm nay trong video này em sale luôn. Một em mã cườm rất là mới, không vừa điện thoại ha. Mình có thể xách như thế này đựng tiền, đựng này kia thôi. Hai mặt nó sẽ có họa tiết khác nhau. Và rất mới nha các chị, chỉ có một cái là không vừa điện thoại thôi. Mình mở ra như thế này. Bên trong lót là lót vải và tặng kèm cho mình một cái kiếm, nó có cái bao về luôn nha các chị. Bên trong lót vải sạch đẹp. Ôi cườm xinh quá trời xinh luôn. Lên giúp em mã là 6657, 6657 nha. 6657. Một em cườm tím. Cườm này thì vừa điện thoại là chắc là ngang tầm khoảng 25 ha, mình có thể xách tay như thế này đó chị ha. Ngăn chính mình mở thông qua cái cốp. Bên trong lót vải sạch đẹp giúp em nè. Đó, trên đây nó có những họa tiết ha, cườm màu hơi hơi hồng hồng tím tím á, đẹp. Lên giúp em mã là 6656, 6656 giúp em. 6656. Một em mã cườm màu trắng không vừa điện thoại, mặt trước là họa tiết bông hoa như thế này, mặt sau trơn nha. Cũng là mình xách tay về luôn ha, mở ra. Bên trong thì lót vải quá sạch đẹp. Nó rất là mới các chị. Lên giúp em mã là 6659 nha. 6659. Trong video ngày hôm nay hai sản phẩm là 250.000 free ship. Chỉ dành cho những cái em gọi là sau video ở phía trước thì sẽ là túi du lịch tầm giá 250.000. Một em cốp vải của Nhật và tiếp nổi như thế này ha. Màu là màu loan. Ở phía trên đây cái cốp rất mới. Còn cái tag gì của Nhật luôn. Bên trong lót vải sạch đẹp ha, một cái quai kim loại độ mới cao các chị. Nó cấp Nhật nghe 25 đựng vừa điện thoại. Lên giúp em mã là 7246. 7246. Em có một mã cấp màu trắng, cũng có một cái dây đeo vai luôn, cũng là màu nổi 3D, ở phía trên kim loại nó có xuất tâm. Bên trong lót vải sạch đẹp nha các chị nha. Màu trắng, họa tiết hơi sẫm sẫm ghi á. Lên giúp em mã 6665. 6665. Em có một em xách tay cũng là cốp của Nhật luôn. Đây là mặt trước nè ha. Mặt sau em này mình sẽ là có một cái mã cốp. Bên trong lót vải sạch đẹp. Xách dây quay xách màu trắng như thế này nha các chị nha. Mã giúp em là 6671. 6671. Một em clutch cầm như thế này thôi. Hoa vân giống như là một đám mây vậy đó. Rồi mình mở lên ha, bên trong lót vải sạch đẹp các chị. Lên giúp em mã là 6167. 6167. Trong video ngày hôm nay thì hai sản phẩm sẽ là 250.000 receipt. Một em cốp màu đen ha, có họa tiết ở phía trước độ mới cao, xách tay đeo vai luôn. Bên trong lót vải sạch đẹp nha. Cái mẫu phơm đựng vừa điện thoại, ngang tầm khoảng 25. Mã giúp em là 4460. 4460. Tất cả những cái mã này thì mình nhìn vô là kiểu dáng thấy là của Nhật rồi đó. Kiểu dáng hết sức Nhật Bản. Em có nhiều túi to túi nhỏ, để em lên một vài túi nhỏ nhỏ xong rồi tới túi to cho các chị nha. Một em xách tay đeo vai da thời trang như thế này, ngang tầm khoảng 32 và cao lên là 15. Bên trong lót vải sạch đẹp giúp em, ở ngoài nó trần trám, nó phối những cái họa tiết màu trắng như thế này các chị ha. Da phủ bóng mà da thời trang thôi. Mã là 6735. 6735 đúng rồi, 6735 màu đen, 6735. Một em cốp nữa nè, đựng vừa điện thoại nha các chị ha. Mặt trước mặt sau đều trắng hết luôn. Có một cái quai bên trong lót vải sạch đẹp nha. Rồi quai sách như thế này. Cốp này thì màu xám ghi, hơi trắng xám á chứ không phải cũng xám ghi nữa. Mã 6672. 6672. Em có một cái mã vải, cái chất nhìn mini nhỏ gọn ha. Trên cái phần quai này có đính thêm cái phần kim loại màu trắng. Và cái nắp này cũng có kim loại màu trắng luôn. Ngăn chính có một nút kết 500. Bên trong lót vải sạch đẹp, có một ngăn có khóa kéo nhỏ nữa ha. Lên giúp em mã là 6679. 6679. Một em bao tử màu đen, ủa bao tử hoặc là đeo chéo gì cũng được nha. Đó. Ngăn này đựng vừa điện thoại các chị, chất vải super min gì nè. Lên giúp em 6740 nè, thương hiệu nó dập ở đây, chất vải rất mới. 6740. Một ngăn ngang tầm 30, chất da toàn bộ hết giúp em luôn. Chất da ha, màu xám ghi, ngăn chính có khóa kéo.
da mà hôm nay lấy ra sale luôn các chị. Bên trong có một ngăn có khóa kéo, trời ơi, agin của em. Em này phải qua nhanh nè. Chưa tới 150 một chiếc. Lên giúp em mã là 6494. 6494 các chị. 6494 nha. 6494 giúp em. Da luôn á, agin thương hiệu. Túi to, túi nhỏ gì nói chung là em có đủ nha. Cứ hai sản phẩm mình lựa chọn thoải mái, hai sản phẩm trong video sẽ là 250.000 receipt. Em có một em màu tím tím là color vải nha, độ mới khá là cao. Hình như chỗ này là để mình treo như thế này hả các chị ha. À, bên trong nguyên cái dây này màu hồng dễ thương quá. Bên trong lớp vải nè. Có cái chỗ để mình đựng số thứ tự nữa đó. Lên giúp em mã 7083. 7083. Em có một mã cốt. Mã này thì ở phía trên đây nó làm những cái quả tiết nè các chị ha. Ngang tầm khoảng 28. Xách tay bên trong lót vải sạch đẹp giúp em nè ha. Còn thương hiệu giặt gì ở đây luôn. Còn tát luôn. Trời ơi, còn tát, còn thương hiệu đầy đủ hết giúp em luôn ha. Ở bên ngoài là cái chất vải nha. Nó có một ngăn ở ngoài nữa. Mình là kiểu phơm đứng vậy. Lên giúp em mã là 7219. 7219 nha các chị. 7219. Em có một em da, da nguyên miếng luôn, có quà tiết như thế này. Đựng vừa dòng điện thoại, hai ngăn phụ và ngăn chính có khóa kéo. Da là nguyên miếng luôn nha các chị ha. Mã em này là 6061. 6061. Các chị mình lấy đi video này là gọi là giá rẻ nhất thị trường rồi đó. Người ta bán đồng giá thì cũng dữ lắm là 200, còn em bán hai chiếc túi có 250 thôi mà receipt nữa. Một mã quà tiết giống Burberry nhưng mà không phải Burberry đâu, ngang tầm khoảng 28 và cao lên tầm khoảng 30. Bên trong lớp vải sạch đẹp nha. Đó, em chưa có độn phơm gì đâu. Lên giúp em mã là 7171. 7171. Một chiếc rất là Nhật Bản và gọi là đúng phơm mùa hè. Ngang của em này là 29 và cao 20. Da vải và cái chất vải nó gọi là 3D luôn á. Bên trong lớp vải sạch đẹp nha các chị ha. Trong ngoài rất mới luôn. Ở phía dưới nó có độn và ở chỗ này phơm, phơm đẹp, độ mới cao nữa ha. Lên giúp em mã là 6153. 6153. Một em thương hiệu của Bruset. Bruset phối da chất vải đẹp quá. Bên trong lót vải sạch đẹp nha các chị. Đó, đẹp chưa? Lên giúp em mã là 7199. 7199. Thương hiệu Bruset nha. 7199. 7199 giúp em. Những cái mã dù này thường em quay em sẽ không có độn á cái gì. Một em cốt của vải, quả tiết giống như gợn sóng ở trên đây ha. Phần quả tiết hoa lá gì rất là xinh. Đây là cái chất da. Mẫu cốt mình sẽ mở ra như thế này. Bên trong nó quả sạch đẹp các chị ha. Màu của em này là màu xanh than. Sẽ phối thêm những cái quả tiết màu đen. Mã giúp em là 7145. 7145 nha. Em có một cái cloth chất canvas. Bên ngoài có một ngăn. Và bên trong mình sẽ là có một ngăn chính như thế này các chị, lót là lót vải nha. Mình về các anh các chị mình đựng giấy tờ hay gì đó lên giúp em mã 7090. 7090. Một chiếc du lịch vải dù, ngang cái tầm khoảng 55 gì đó, cao lên là 30, màu xanh phối vàng. Bên trong là lót da thời trang nha. Rồi nữa chỉ có một cái ngăn chính có khóa kéo như thế này các chị. Mình có thể gấp gọn đi du lịch hay gì đó, mình đựng mở ra để đựng khoảng 5 đến 7 bộ đồ giúp em, mã 7108. 7108. Em có một cái chiếc túi du lịch nữa nè, ngang tầm khoảng 50. Nó sẽ phối thêm cái quả tiết da màu bò ở phía trên nha. Chỉ có một ngăn chính thôi. Ngăn chính này có khóa kéo luôn đó chị. Mã này mình làm túi du lịch đựng khoảng 7 đến 10 bộ đồ, mã là 7106. 7106 giúp em. Một em một cái túi dù ha. Túi dù mà bên trong lót quá xịn luôn, lót da thời trang này ha. Cao lên chắc tầm 35, ở bên ngoài nó có ngăn như thế này. Ủa mình đựng dây có thể tăng đơ được các chị ơi. Dây hiện tại là bên đây mình tăng đơ nó dài hơn cho nên thấy hai bên nó hơi chơi vơi nè. Rất là to. Lên giúp em mã 7119. 7119. Cũng áp dụng trong video ngày hôm nay là tất cả những cái mã sản phẩm mình mua hai chiếc sẽ là 250.000 receipt nha các chị. 250.000 receipt. Hôm nay thì cái mục đích của em là em sale túi dù.
Nhưng mà có một vài những cái sản phẩm em có thể sale kèm, đó là cái những mã sản phẩm da hoặc là cờ cườm á, chứ chủ yếu mục đích thì hôm nay là em sẽ sale dù nha. Màu em túi đựng mỹ phẩm hoặc là đựng đồ gì đó rất là đẹp luôn, màu đỏ phối đen ha, cái chất vải chống thấm nước, logo hình con cánh cụt, nó sẽ là có quả tím giống như foam đứng lên luôn á. Bên trong lót là lót da thời trang, cái mẫu foam rất là xinh, giống như đựng mỹ phẩm hoặc là những cái phụ kiện dây nhỏ gì đó các chị. Mã là 7151 nha, màu đỏ 7151 giúp em. Bọn em da beo như thế này, có phối một cái nơ phía trước rất là đẹp, ngang tầm khoảng 26-27 nha. Một ngăn có khóa kéo, bên trong lớp vải là hai ngăn phụ nè ha, và một ngăn nó kích 500 như thế này. Cái chất vải beo rất là mới nha các chị, nhỏ nhỏ gọn gọn nhẹ tên. Lên giúp em mã 7150 7150. Rồi hôm nay sale em này luôn đi. Một em da thời trang, mặc dù da thời trang nhưng mà trên đây mình còn siêu luôn ha. Chỗ này trong suốt nha, mình đựng mỹ phẩm hay gì đó cũng được. Bên trong lót vải sạch đẹp giúp em luôn. Da thời trang hai đầu là trần trám, nó sẽ bốn cái cháu ở phía giữa nha. 300 mấy của em đó, hôm nay 390 nè, hôm nay bán sale chưa tới 150. Mã 5854 giúp em nha, 5854 nha các chị ha, 5854. Một em túi, túi có thể đeo bao tử ngang hoặc bao tử đứng như thế này. Dây mình mở ra vậy đó chị. Đó, bên trong nó khá là nhiều ngăn mà ha. Rồi hai ngăn có khóa kéo luôn. Rồi đựng vừa tất cả cái dòng điện thoại, cái chất này, cái chất vải nhẹ tên luôn. Xài biết nào hư. Lên giúp em mã 7165, 7165. Em có một cái chiếc vải túi chống thấm chống ở ngoài là cái chất chống thấm nước, bên trong là túi giữ nhiệt nha, ngăn chính có khóa kéo. Mình xách đồ ăn đi công ty hay là đi cơ quan gì đó là quá tiện xịn luôn. Lên giúp em mã 7079, 7079. Một em mình đi đựng du lịch nha các chị ha. Và bên trong sẽ có một cái chiếc túi mình mở bung ra là một cái chiếc túi xách to to. Mã này thì mình gấp gọn mình để vô trong túi khác là quá ok nè. Cái này để dành cho các chị mà mình gọi là thích đi du lịch á, mình săn những cái mã độc lạ như thế này. 7098 giúp em, mã 7098. Một em trần ô, cái mẫu giống như những cái chiếc áo phao á, thương hiệu Skybet New York, ở trên nó sẽ phối thêm da thời trang phủ bóng ha. Bên trong nó chấm bi, ngăn chính thì không có khóa kéo, tuy nhiên nó có một ngăn khóa kéo nhỏ nữa. Cái chất đẹp mới này ha, lại lạ nữa. Lên giúp em mã 7173, 7173, 7173 giúp em nha. Nó lạ, độc lạ. Trang nè các chị ha, cao lên tầm khoảng 15-16, đeo như thế này nam nữ đều sử dụng được, dây có thể tăng đưa độ dài, chất này là da thời trang vân xước. Mình sẽ có hai ngăn có khóa kéo nè các chị, bên trong lót vải quá sạch đẹp. Nói chung là chiếc này độ mới cao, phía sau nó có cái phần xốp để điểm lưng nha, dây tăng đưa độ dài được. Mã giúp em là 7114, 7114 đúng không ta, đúng rồi, 7114 màu đen. Một cờ lớp da dập vân đà điểu nha, dập vân đà điểu như thế này thôi các chị ha, ngang 25, đựng vừa tất cả các dòng điện thoại. Bên trong lót vải sạch đẹp, ngăn chính mình có khóa kéo vậy, cờ lớp nó rất là, nói chung là dập vân điểu luôn. Mã là 6729, 6729 giúp em. Một túi đeo chéo màu xám ghi độ mới cao, mà cái mã này thì mình xài quanh quật thoải mái nè, nó mẫu xốp xốp như thế này. Nó chỉ dập R vậy thôi nhưng mà không phải Robusta, không thấy có chứng nhận Robusta gì cả. Khá nhiều ngăn và bên trong lót là lót rất là đẹp luôn. Lót rất là vin nha các chị. Trong ngoài đều độ mới cao. Mã giúp em là 6902. 6902 giúp em. Một em dây đeo một em đeo chéo nè ha, hàng thương hiệu này mình thấy hoài ha. Bên trong ngăn chính có khóa kéo, không đụng phơm gì đâu, quá trời nhiều ngăn luôn. Nam nữ sử dụng được nha các chị các anh ha. Màu là màu vàng nhẹ. Lên giúp em 7105. 7105. Mẫu em đựng cặp laptop, cái chất ở ngoài nó hơi xước xước ha, còn lại là tất cả đều mới cao. Ngang tầm khoảng 30. Đó, ngang tầm khoảng 30-33. Bên trong chia thành ngăn nhỏ, có chỗ đựng bút viết thẻ cạc gì đó. Nói chung là bên trong bên ngoài thì cái chất vải mới, chỉ có một cái là nó hơi xước xước chỗ này thôi. Mã em này là 7104 giúp em nha, 7104. Một em túi Nhật mình xách tọt đen như thế này, bên trong nè, em không có độ phơm gì đó. Đó,
thường á là những mẫu này người ta gọi á là cái kiểu form dáng của Hermès á. Lên giúp em 7092. 7092. Chiếc nồi túi này mới hỏi nói là không biết đựng cái gì nè. Chắc là các chị thấy không biết đựng gì chị không mua hả? Chứ thật ra cái chiếc này á nha, mình đựng du lịch á, túi du lịch hoặc là đi du lịch hay gì đó mình đựng những cái mã form to to á. Đó. Em đo kích thước em này đi. Tại vì em hơi lạ lạ. Ngang là 40 và cao lên là 45 các chị. Mình xách như thế này nha. Chỉ có một cái là cái dây nè, nó đi thay vì mình mở ở trên thì giờ nó đi mở ở dưới một ngăn ở ngoài. Cái chất vải màu xanh, độ mới cao, lên giúp em mã 7125. 7125. Nói chung là những cái mã dù đợt này em về á đều nó có độ mới cao, các chị mình cứ yên tâm. Chủ yếu là mình thích cái kiểu đó hay không thôi. Cố gắng em sẽ lên càng nhiều dù hết thì càng tốt nha. Một mã da trong video ngày hôm nay. Một em đeo chéo da. Da thật quả đây, chỗ này là da bò phối dập bên cái sống. Bên trong lót nè các chị ha. Bên trong lót là lót phun sơn, có hơi tróc tróc nhưng mà vẫn xài bình thường ha. Đây, nó vẫn xài bình thường, nó chỉ hơi tróc tróc tí xíu thôi. Dây là dây dây da luôn. Ở ngoài nó có một ngăn. Cái mã này thì mình quăng quật thoải mái hàng ngày giúp em. Lên giùm em mã 5898. 5898 đeo chéo da các chị. 5898. Một em club Valentino. Valentino ở trên da ở dưới vải ha. Mình mở ra như thế này, bên trong lót vải sạch đẹp Valentino của Ý. Lên giúp em mã là mã club Ý. Một em đeo chéo. Đeo chéo. Ủa cái này không phải đeo chéo các chị ơi. Các anh mình có thể đeo chéo được nhưng mà em thấy cái form nó giống như đeo ngoài eo vậy nè. Đó. Đeo eo vậy nè ha. Và anh này ngang tầm khoảng 30, cao lên tầm khoảng 20. Chỗ này nó hơi bị xước xước thôi, còn lại là lót mới nha. Bên trong lót là lót lót vải luôn. Nè, em báo nè ha, nó có chỉ xước chỗ này nha. Nhưng mà nó có phối da thật luôn. Lên giúp em mã là 6732, 6732. Một em trần ô như thế này các chị ha. À, hàng của Nhật cho nên nhìn cái form, thương hiệu nó dập. Zabi. Bên trong lót vải sạch đẹp. Nó có nguyên một cái miếng đệm ở phía dưới cứng phơm các chị. Mã này là khi mà mình không động phơm thì ngang tới 32 rồi á. Ngang tới 32 ở dưới có nguyên một cái miếng cứng phơm vậy luôn. Trần xám ở trần ô ha, lên giúp em mã 7094. 7094. Một em bao tử. Bao tử đeo ngang cho các anh. Chất vải màu xanh ha, xanh này gọi là xanh pha, ngang là 22 và cao lên là 30, khá là nhiều ngăn. Đó, một cái bao tử nha. Lên với em mã là 7161, 7161 bao tử vải màu xanh, nhẹ nhàng đơn giản đi du lịch. Em có một cái em bao tử eo chất vải lính ha, thương hiệu dập ở đây. Còn này gì ta? À, nói vậy mới đúng nè, mình gắn lại vậy ha. Bên trong ngăn chính, đây ngăn chính có khóa kéo chỗ này ha các chị, đó có khóa kéo này. Nguyên cái tách nhật ở đây còn luôn. Rồi mình đóng lại như vậy. Rồi cái em này móc ra. Đó. Lên giúp em mã số là 7109. 7109 màu xanh xanh. 7109. Em còn vài cái em gán. Gán cho nó hết túi dù cho các chị mình có thể mua được nhiều sản phẩm nè. Một em túi du lịch tà te như thế này, ngang tầm khoảng 40 và cao lên tầm khoảng 28 nha. Lên giùm em mã cam, em này mất mã rồi. Mã cam. Một em phối màu cam rất là đẹp luôn. Và phơm hiện tại là không cần độn gì cả. Nó cũng đứng phơm tại ở phía dưới đáy. Nó có nguyên một cái miếng đáy như thế này nè các chị ha. Mình có thể buộc dây bên trong. Sẽ có lót rất là đẹp luôn. Thương hiệu logo gặp ở đây. Trời ơi nhìn cái trang mới quá, xịn. Ngang đáy là 20, phần to nhất là khoảng 35. Mình xách như thế này giống như mấy cô đi hái nho ngày xưa xách xách hoặc là cái giỏ của cô gái Hà Lan. Em có một cái túi mình đi tập tập gym, tập zumba hay gì đó ha, đựng một bộ đồ và một đôi giày đó, màu tím, màu tím mộng mơ. Lên giúp em mã ở đây còn tát luôn các chị. Lên giúp em mã là 7093. 7093 màu tím mộng mơ. 7093.
một em bao tử chất vải dù bao tử đeo eo như thế này, cái chất chống thấm nước nha, độ mới cao. Bên trong lót và lót vải đó, mình kéo lại về giúp em. Bên ngoài nó có hai cái ngăn phụ nữa, mã là 7166, 7166 ngang tầm khoảng 25, đựng vừa tất cả các dòng điện thoại. Em có một em du lịch ở bên ngoài là quả tiết giống như là bi gì đó các chị ha, hàng Niitaki gì đó, thương hiệu của Nhật. Bên trong có một ngăn có khóa kéo và mình có ngăn chính có khóa kéo như thế này luôn. Ngang của em này tầm khoảng 55, 55 60 gì đó, đầm túi du lịch nha các chị ha. Mã giúp em là 7103, 7103 túi du lịch 7103. Một chiếc Agin quả tiết nguyên một cái bầu trời màu màu trời biển rồi đó chị ha, đây nguyên một bầu trời luôn. Bên trong thì có một ngăn có khóa kéo và ở đây mình sẽ có cái quả tiết đặt chữ Agin. Ngang của em này thì không độn là 55 và cao lên là khoảng 42. Mình xách như thế này ha. Mã giúp em là 7111, 7111. Rồi tiếp tục em còn một vài mã nhỏ nhỏ nữa. Một chiếc của Nhật, mình có thể mở bung ra, màu xám ghi rất là mới ha, chữ Nhật đó, túi trà te như thế này. Lên giùm em mã xám ghi. Một em đeo chéo chất vải nhung, mình sẽ là đeo vai, dây có thể tăng đưa độ dài được, dây cũng là cái chất nhung luôn. Ngăn chính mình có một nút kích 500, cao lên tầm khoảng 28, ngang khoảng 20, đựng vừa tất cả các dòng điện thoại. Mã giúp em là 5649, 5649 giúp em ha. Một em có quả tiết hình thỏ như thế này, hình con mèo như thế này, nó sách độ mới cao. Ngăn chính có khóa kéo luôn các chị. Lên giúp em mã là 7100, đẹp quá, 7100. Một em bằng da, nhưng mà em này da thời trang thôi, thương hiệu là Candy gì đó. Ngang của em này là 30 và cao lên là khoảng 36-37. Mình sách đứng như thế này các chị. Bên trong lót là lót vải nha, mình có một cái nút khích thích ngay tại ngăn chính luôn, không có khóa kéo đâu. Lên với em mã 7110, 7110. Của em không có độn phơm màu hồng đó, đẹp chưa, nó hình như chiếc thuyền gì đó, ngang tầm khoảng gần 40, ngang chính có khóa kéo. Bên trong độ mới trong ngoài đẹp nha các chị ha, cái chất vải này mình xài quan quạt hàng ngày, độ mới cao nè. Mã 6116. Em có một em quả tiết đúng chất mùa hè luôn, ngang tầm khoảng 30 cao lên 35. Bên trong lót vải sạch đẹp, rất là trang như thế này các chị. Mã giúp em là 7095, 7095 nha, 7095. Rồi những cái chiếc túi cuối cùng trong video ngày hôm nay, những mã nhỏ nhỏ trong video ngày hôm nay là những chiếc mã cuối cùng. Một cái chiếc túi dù sách tập đen như thế này, bên trong lót vải, ngang chính lại có khóa kéo. Mã giúp em là 7097, 7097. Một em mình của Nhật ha, cái chất vải nè, rất là vin nha các chị ha. Lên giúp em mã là mã bông hồng, có hình bông hồng. Một em đeo chéo Hanamori không vùi điện thoại, chất nhung, chất vải nha các chị ha, không vùi điện thoại. Mã không vùi điện thoại này lên giúp em là 7178. Một em chiếc túi màu vàng đúng chất mùa hè luôn, màu màu dạ quang luôn á. Lên giúp em mã 7087, 7087 mình có thể gấp gọn đi du lịch được nè. Đó, gấp gọn lại ha, chất dù chấm thấm nước 7087. Em có một cái bao tử màu đỏ như thế này, bao tử ngang cho các anh, một ngăn chính thôi. Lên giúp em mã 7182. Một em xách tò te như thế này, quả tiết rất là vin, quả tiết giống như kiểu ngày xưa á, mã là 7091, 7091. Một em sách nhỏ nhỏ như thế này, các chị nào thích kiểu boho lên với em mã 7096. Hai sản phẩm 250.000 receipt nha. Một cô gái Nhật ngồi ngắm hoa bên ngồi ngắm ngồi ngửi hoa bên ánh trăng. Rồi cả hai bên nó giống như Nhật nhau. Lên với em mã là 7081. Cái chiếc túi dễ thương quá. Có quả tiết bông hoa như thế này, bên trong lót vải màu đỏ đen đỏ ha các chị ha. Lên với em mã 7148. Rồi chiếc cuối cùng trong video ngày hôm nay là chiếc còn tát luôn các chị ha, còn tát của Nhật nè ha. Quả tiết bông hoa vải nè, ngăn chính lại có khóa kéo luôn. Đeo chéo các chị thích nhẹ nhàng
thì lên giúp em mã là 7176. 7176 chiếc vải dù ha. 7176 cũng đã kết thúc video ngày hôm nay. Cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã theo dõi. Xin chào, kính chào và hẹn gặp lại.